Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và như vậy thì trò chơi hội nó chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là sẽ có ra mắt rồi. Và bạn nào mà chưa biết được phần thưởng trò chơi hội thì hãy xem lại trên kênh Akari Gaming của mình là sẽ biết nha. Và mấy ngày hôm nay thì ở trên diễn đàn Reddit của Clash of Clans đã có xuất hiện hình ảnh về rò rỉ của trang phục cho nữ hoàng Queen. Vâng, trang phục này mang tên là gì? Hình ảnh nó như thế nào thì chúng ta cùng khám phá xem nha. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình, hãy để lại một nút like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming, cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về nội dung game Clash of Clans các bạn ơi. Và đây là cái bài post ở trên diễn đàn Clash of Clans về hình ảnh của trang phục nữ tướng mới của nữ tướng Queen. Đấy, trang phục này thì mọi người đang tranh luận ở đây đó chính là nó sẽ ra vào cái thời điểm của trò chơi hội diễn ra để update cho cái Tết âm, Tết Nguyên đán cổ truyền vào ngày 23 hoặc 24 tới đây. Hoặc là có thể là ngay lúc ra mắt trò chơi hội thì cũng là update luôn cái trang phục này. Và mọi người đưa ra cái trang phục này là có thể là nó là sự kiện, bởi vì nếu mà đưa ra cho thời điểm vé vàng thì nó không hợp lý lắm, bởi vì vé vàng của chúng ta còn tận 11 ngày nữa mới hết cơ. Thì cái ý kiến mà đưa ra cho việc nó sẽ ra mắt cùng với những bộ sưu tập của đón năm mới, ví dụ như là heo vàng hay là tượng goblin mà mình đã làm video mấy hôm trước ấy, thì cho các bạn xem, các bạn hãy xem lại. Và nó sẽ có mặt ở trong cửa hàng với giá bán tương tự như một vé vàng chẳng hạn, bằng giá đó. Và chúng ta hãy cùng theo dõi cái đoạn video mà để xuất hiện cái đoạn quảng cáo cho bộ trang phục Queen Hoa Mộc Lan. Đấy, Hoa Mộc Lan của Trung Quốc anh em. Đấy là một nữ tướng của Trung Quốc. Bởi vì là nhà thì không có con trai, mà chỉ xinh đẹp từ nhỏ, thông minh, được cha yêu quý này, rồi là cho học cả văn lẫn là võ thuật. Rồi là Hoa Mộc Lan đã được lớn lên thì lúc đấy thì có đội quân du mục xâm phạm biên cảnh, quân tình khẩn cấp, thì là Hoa Mộc Lan không muốn cha già 60 tuổi của cô phải cực khổ, phải lên đường tòng quân, nên cô ấy đã cho cha mình uống rượu thật say để lên đường đi tòng quân thay cha. Đấy là truyền thuyết của Trung Quốc kể là như vậy anh em ạ. Các bạn thì thấy trang phục của Hoa Mộc Lan này như thế nào? Mình thì thấy nó thực sự là đẹp và có rất nhiều bình luận ở trên Reddit cũng đưa ra ý kiến là rất là đẹp rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh mà về cái hiệu ứng mà đèn lồng rực rỡ mà ở video trước mình đã đề cập, mà có thể một số bạn chưa theo dõi được thì sẽ thấy hình ảnh cái đèn lồng này nó đang xuất hiện ở đây anh em ạ. Nhấp nháy nó bay rất là chuẩn bài nha. Đấy, còn nếu mà bạn tua lại về cái video trước của Hoa Mộc Lan ấy, phía trước mấy phút trước thì sẽ thấy được là cái hiệu ứng của đèn lồng này nó bay tung tóe đấy. Rất là đặc trưng cho Tết cổ truyền các bạn nhỉ. Đó, màu đỏ luôn, màu đỏ đặc trưng luôn nhá. Tiếp đến đó chính là tượng về goblin này, vâng, hé lộ cho mùa Tết cổ truyền năm nay. Và cái này nó sẽ được bán ở trong cửa hàng các bạn ạ. Cùng với cả là hiệu ứng đèn lồng rực rỡ, với cả là có thể là trang phục về Hoa Mộc Lan nó sẽ nằm ở trong đấy luôn. Và tiếp đây là hình ảnh về những một số dân chơi đã có rất nhiều tượng yêu tình, tượng goblin đây. Đấy, các bạn có thể thấy màu tường của Town Hall 13 nó đã nằm ở đây rồi. Vâng, rất là tuyệt vời và dân chơi. Và không biết là giá bán nó sẽ như thế nào đây. Nếu có thì có lẽ mình sẽ mua đấy anh em ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng đến với những trận thi đấu mà tối qua đánh livestream mình đã được 3 sao anh em ạ. Vâng, đánh tuét tôi lời nhòe luôn. Ok, let's go. Bây giờ sẽ đánh vua nhá. Vâng, nãy bị thằng nào đập nhá? Thằng top 25 lên đập à? Vâng, thanh niên này chắc là đi đánh trôn rồi. Top 1 bị đập rồi. Nãy thằng 25 đập mình phải không các bạn? Đây đúng thằng này rồi. Thằng này nó đập mình này. Thằng này là thằng đập mình này, để mình xem nào. Nãy thanh niên này đập mình đúng không các bạn? Nãy tội đập Akari này. Cái tội đánh Akari này anh em này là phải xử nó. Vâng, xôi rất ngon, tôi không biết bạn là ai, nhưng mà bạn đánh tôi là tôi phải cần phải lên tiếng. Không thể để bạn mà tự dưng mà tác oai tác quái như thế này được, mà không ổn một chút nào.
Vâng, bạn đánh tôi hơi đau rồi đấy. Ấy da, kinh. Vâng, kinh thấy trai thì bỏ chạy mà thấy gái là nhào ra. Cái thằng cửa hó này. Bực mình rồi đấy. Gồng kinh lên. Vâng, phục hết vào đây. Vâng, đại quân sẽ bắn bắn tuét cho lời nhòe vào nào. Bịt luôn ở ba thằng ở đây. Vâng, sẽ là một pha. Gồng đại quân lên, đúng rồi. Vâng, gồng đại quân lên. Vâng, tuét cho lời nhòe vào. Vâng, triển khai nào. Như vậy là Royal Champion ở bên mình. Đánh ở đây. Đánh ở đây. Quẩy lên anh em ơi. Gồng Royal Champion. Đúng rồi. Vâng, cái tội đánh nhà Akari này. Vâng, đánh Akari là bạn đã mắc sai lầm rồi này. Vâng, cái tội đánh nhà Akari này. Vâng, đánh nhà Akari à? À, bạn chơi tôi à? Vâng, tôi đã không chơi bạn thì thôi này. Đánh nhà Akari này. Vâng. Anh em nhớ bấm vào nút like, share, đăng ký cho cái màn trả thù này nhá. Vâng, được rồi, tôi lấy lại tinh thần rồi đấy. Vâng, dám đánh nhà tôi này. One hit chết tôi. Vâng, tôi không biết thằng nào đánh trước được kệ. Mà đập tôi là tôi đập lại cái đã. Rồi anh em đừng có tiếc gì mà nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nhá. Vâng, tôi không biết bạn là ai nhưng bạn đập nhà tôi là tôi phải bụp lại cái đã. Vâng, không đánh giang hồ khỉnh. Vâng, băm hết. Vâng, đánh tôi này. Vâng, lần sau nhặt chưa nhá. Anh mạnh dễ sợ. Vâng, đánh được cái mình chém gió căng lắm anh em ạ. Còn bình thường thì nãy toàn gãy thôi. Rồi. Vâng, khó thì mới đến lượt mình. Vâng, cùng lắm thì tấu hài thôi. Chiến. Mình là top 1 mà. Mình đang là top 1 mà. Tấn công. Ui. Vâng, con queen của đội bạn. Vâng, tuét tôi lầy nhòe luôn. Vâng, gồng thôi. Ô, còn Inferno nhiều tia. Vâng, thằng kinh ở bên đội bạn ăn hôi là rất nhanh. Này thì bắn chúng tôi này. Vâng, trận thi đấu chỉ mang tính chất cố gắng kiếm hai nháy. Vâng, bay vào tấu hài đi em. Úi dồi. Gồng lên cho đại quân Pháp này. Không, tí thì toàn này. Rồi xong rồi, vâng, đi xa lắm rồi. Vâng, mấy em ơi, đi xa lắm rồi. Vâng, ăn phát đi để anh bịt khu vực nhà chính lại nào. Đúng rồi, hay lắm em ơi. Vâng, hay lắm. Ăn khu vực nhà chính, vâng, trận thi đấu mang tính chất 2 sao và đã thành công rồi. Vâng, triển khai đi nào, anh em ơi. Đúng rồi, vâng, hay lắm em rồi, Royal Champion ơi. Vâng, sâu lên. Vâng, biết đâu được đấy. Vâng, biết đâu bất ngờ đấy. Gồng lên. Bụp. Ô hô. Biết đâu lại cờ lia. Ô hô. Cờ lia không ngồm đời. Yeah. Vâng, thi đấu tấu hài mà cuối cùng lại thành siêu phẩm. Một buổi livestream quá thành công luôn. Không thể đỡ được. Vâng, gãy lên nào anh em ơi. Vâng, 6 thanh niên đang xem. Vâng, như vậy là có một trận clear tết tôi lời nhòe. Vâng, đập luôn thằng 25. Vâng, Akari có một màn giả gà từ đầu buổi đến cuối buổi. Có hai trận thi đấu đánh mua là tưng bừng luôn. Còn tiếc gì một nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nào các bạn ơi. Yeah. Xin một kiểu ảnh nào. Yeah. Rock and roll. Yeah.
Không thể đỡ được. Vâng, gáy lên nào anh em ơi. Vâng, xin đấu tấu hài cuối cùng phải thành siêu phẩm. Cười to lên. Vâng, đăng ký kênh Akari Gaming nhé. Vâng, còn 23 anh em nữa thôi. Vâng, 23 anh em nữa thôi là được 93.800 rồi. Quá phê luôn. Ôi ôi, tất là nhè luôn. Vâng, mình cũng còn không biết là đánh theo kiểu gì đâu đấy. Vâng, này thì vâng, đập một thằng 25 với cả đập thằng top 1. Yeah.